năm 2016 thì có rất là nhiều em đã hoàn thành tốt nội dung của các môn học. Thì sau đây thì xin mời những em của khối lớp 1. Chúng ta đây là lớp 1 các em. Quách Bảo Anh, Nguyễn Thị Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lý Đắc Khoa, Nguyễn Phương Nguyên, Hạc Thị Khánh Nguyên, Nguyễn Phương Nguyệt, Hạc Thị Ngọc Nhi, Hạc Thị Ngô Khoa, Sơn Thị Tố Khuyên, Nguyễn Phương Thảo, Trần Thị Phước và em Nguyễn Ngọc Yến. Và các bạn học sinh của lớp 1-2, Võ Ngọc Cầm, Nguyễn Thị Bảo Châu, Nguyễn Quế Thiên, Nguyễn Thế Dân, Nguyễn Bạch Thanh, Lê Hồng Khoa, Nguyễn Thị Diệu Minh, Trần Ngô Quý Quốc, Nguyễn Quốc Trí. Và các em học sinh của lớp 1-3, Thạch Thị Minh Na, Thạch Sê La, Thạch Cương Bang, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Trần Thị So Văn Thi và em Nguyễn Thị Ái Thi. Xin chân thành mời ba cô dạy giữa thứ 1 để lên phát tiếng khen và phần thưởng cho các em đã đạt thành tích tốt trong cái năm học vừa qua về nội dung các môn học. Các em xếp thành hai hàng đi các em. Nhỏ ta đứng trước ha. Cao cao thì mình đứng phía sau chút. Để em nào cũng có mặt thủng hết. Thạch Lý Thị Xuân Trang, Thái Thạch Thị Ngọc
Thân, Thạch Thị Thúy Hoa, Tăng Thị Sư Nương, Kim Giang Vinh, Kim Thị Tư Ý, Thạch Thị Tư Biến và các em học sinh lớp 22, Đặng Thanh Thảo, Lương Thị Đăng Thư, Lê Ngọc Phúc, Dương Tinh, Lâm Nguyễn Anh Thơ, Nguyễn Thị Quỳnh Loan và các học sinh của lớp 23, Lê Thị Ngọc Hoa, Lê Đăng Khoa, Trần Thanh Quế, Trương Minh Thái, Thạch Thị Anh Thư và Thạch Thị Diệu Như. Xin chân thành mời ba giáo viên chủ nhiệm của khóa thứ hai chúng ta lên để các bài viết thêm và phần thưởng cho các em đã có thành tích tốt trong bài ở thực hiện ở môn thi văn nghệ. Thank you.
một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em học sinh khối năm đã đạt thành tích tốt. Giờ rồi về nội dung của các môn học, xin chân thành cảm ơn thầy giáo và các thầy cô giáo. Thì phần tất cả những học sinh đến đây đã xong.